Sau khi bị cướp mất đối thủ, Kaito chuyển sang ngắm đến Vi, kẻ đã gây thương tổn cho Haruto. Họ đang cùng nhau đi đến khu vực không gian. Phía bên ngoài thì khán giả vẫn chưa thể xem được những trận điêu vì quá nôn nóng, nên robot Obito bất chấp lao thẳng vào bên trong để đi tìm Kaito. Vô tình gặp phải nhóm Yuma, cậu cũng có điều cần phải nói với Kaito trước sự thất bại của Roy, nên họ sẽ cùng nhau đi tìm. Thanh niên đi thi không lo tìm đối thủ, cứ như đi dạo chơi cùng M2 Deal Channel theo dõi trận đấu đầy nhân duyên giữa thầy và trò. Và tại sao Vi là thầy của Kaito thì hãy xem đến cuối video nha. Vi rút bài, triệu hồi Planet Pathfinder, triệu hồi thêm Solar Wind Jammer bằng cách giảm một nửa sức công. Quái thú này có thể được triệu hồi đặc biệt từ tay, kích hoạt thêm ma pháp Ten House Gate, có thể thay đổi cấp độ hai quái thú thành tổng cấp độ của cả hai, nghĩa là anh ta sẽ có hai quái thú cấp độ chính. Sau đó triệu hồi Exist quái thú Number 9 Dyson Sphere. Kaito thắc mắc quái thú Number ở đâu, chỉ thấy một quả cầu ánh sáng như mặt trời to ngoài kia, liệu có gì đó sai chăng? Nhưng Vi phớt lờ câu hỏi, và ở môi trường không gian, khi triệu hồi một quái thú Exist thì sẽ được rút một lá bài, úp một lá rồi kết thúc lượt. Kaito rút bài, triệu hồi Photon Delta Wing, nhưng đòn tấn công đã bị hút vào quả cầu, không thể gây sát thương. Vì rút bài, đánh không được thì để ta. Kaito cũng chẳng hiểu tại sao anh ta lại bị thiệt hại còn 3.000 điểm. Lúc này thì Yuma cũng kịp thời đến và lao thẳng xuống con tàu không gian. Cậu lập tức kể về trận đấu cũng như tâm tư tình cảm của Roy. Vừa nghe thì Kaito có vẻ sốc và khá buồn, nhưng sau đó cậu lại lạnh lùng và tỏ vẻ không quan tâm. Yuma thất vọng về hành động quất ngựa truy phong này, nhưng Vi cũng đến ngăn cản và nhiều chuyện chung cho vui. Sẵn đây, Yuma cũng muốn hỏi về thông tin của cha cậu, Vi đồng ý sẽ tiết lộ ngay bây giờ. Kaito thì muốn tiếp tục trận đấu vì không có thời gian, nhưng khi biết thông tin này có liên quan đến cậu nên cũng định kêu mấy ly cà phê anh em ngồi tâm sự. Lý do mà cả gia đình John tham gia giải đấu này là vì muốn trả thù Dr. Faker, cha của Kaito. 5 năm về trước, nhà khoa học Dr. Faker và cha của Vi là John đang tìm cách để mở cánh cửa dẫn tới một thế giới khác. Trong quá trình nghiên cứu, tuy đã tìm được nhưng họ lại không thể xác định được vị trí của nó. Vì tức giận, ông đã hất đổ ly nước mà John đã đưa. John trấn an ông, hãy bình tĩnh đi, tôi sẽ cho ông xem cái này. Cũng đang có một vài người khác, họ cũng đang nghiên cứu về cánh cổng đó. Và màn hình hiện lên nhà thám hiểm Kazuma, tức là cha của Yuma. Đúng là con nhà nội, không giống lông cũng giống cánh, nhìn phát biết cha con ai luôn. Ngay lập tức, ông được mời đến trung tâm nghiên cứu khi đang ở sa mạc ngắm hoàng hôn. Kazuma khá bất ngờ về trang thiết bị nơi đây. John cũng lập tức đến chào hỏi và giới thiệu về mọi thứ. Nhưng Dr. Faker muốn vào việc luôn vì không có thời gian. Họ không thể xác định được vị trí của cánh cổng nên hỏi ý kiến của Kazuma. Ông nói, đó là cánh cổng thần kỳ Doraemon đang giữ. Ủa lộn, nếu chúng ta tìm thấy nó, lịch sử nhân loại sẽ thay đổi, tiền tài, danh vọng tới cản không nổi. Tuy nhiên, Dr. Faker thẳng thắn mà nói ông không cần hai thứ đó, chỉ cần cánh cổng mà thôi. Nghe xong, cảm thấy nhẹ nhõm vì đây chỉ là bài kiểm tra của Kazuma, xem họ có ham tiền tài danh vọng hay không. Mấy ông tìm đúng người rồi. Dr. Faker trình bày tiếp, nếu muốn mở được cánh cổng đó, phải phân tích và giải được 21 điểm bất thường trên bản đồ, tạm gọi là phương trình không gian thứ 21. Nhưng Kazuma nói ông lầm rồi, ông ngồi trong đây muốn lòi con mắt nên không thể biết hết được đâu. Tôi đi chơi nhiều tôi biết, thật ra là có tới 23 địa điểm lận. Ngay sau đó thì họ cùng nhau phân tích và đi đến được kết quả. Cả ba quyết định sẽ tiến thẳng vào. John dặn dò Vi, con hãy ở lại đây. Quỷ đen ba giấu ở gầm giường. Con muốn mua gì ở M2 Deal Store thì cứ mua, kẻo hết hàng. Và đó là tất cả những gì cuối cùng mà anh được biết. Nhưng khoan, cha tôi về, cha tôi kể tiếp, bình tĩnh. Một tình bạn tốt được thể hiện bằng cách một đứa dám chỉ, mấy đứa còn lại dám đi. Đi hoài, đi mãi, họ có một câu hỏi nho nhỏ, chúng ta sắp tới chưa? Kazuma nghiêm túc trả lời, đích đến của chúng ta là vô tận. Nghe tới đây thấy rén rén à, chúng ta phải luôn vượt qua thử thách. Nó gọi là phong cách Catobin, và đây chính là nguồn gốc của... Và cũng như những bà mẹ khác, họ kể về những đứa con. Tôi thì có một đứa báo chùm cái phim này, tôi thì có ba đứa, còn Dr. Faker thì hai đứa. Tuy không biết nhiều thông tin, nhưng nghĩ chắc rằng ông ta cũng muốn về những thứ tốt đẹp, nên John giúp Dr. Faker tìm ra cánh cổng. Còn Dr. Faker thì đang có một âm mưu sau khi ông biết được rằng cánh cửa đó sẽ xuất hiện nếu hiến tế hai linh hồn. Tình bạn à. Cuối cùng thì họ cũng tìm được địa điểm nơi có rất nhiều những cạm bẫy được bố trí để ngăn chặn sự xâm nhập.
Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Dr. Faker đã dụ hai ông bố đi lên một vị trí cao nhất. Bên dưới là những dòng chữ, dịch ra là hãy hiến tế hai linh hồn, cánh cổng sẽ mở. Ngay lập tức mọi thứ sụp đổ, Kazuma kịp bắt lấy tay của John. John nói hãy buông tay và cứu lấy bản thân mình. Nhưng ông từ chối vì cả hai đã là bạn, rồi họ cùng nhau rơi xuống. Sau khi gia đình bị chia cắt, những đứa em được đưa đến trại trẻ mồ côi. Nhưng Vi quyết định ở lại với Dr. Faker để điều tra về sự thật. Tại đó, anh gặp hai anh em Kaito và Haruto. Thấy được bản thân mình và những đứa em trong hình ảnh của cậu, Vi quyết định dạy cho Kaito cách điêu để trở nên mạnh mẽ hơn. Một thời gian sau, John lang thang trở về từ một thế giới khác. Tuy nhiên, hình dạng đã bị biến đổi và cả gia đình cùng nhau đi trả thù. Kể từ đó, tình cảm giữa họ cũng bị rạn nứt. Sau khi nghe xong thì Kaito không quan tâm về chuyện trả thù của bọn họ. Cậu chỉ sống cho Haruto mà thôi. Còn bây giờ, tiếp tục trận đấu. Rút bài, triệu hồi Photon Racer. Quái thú này có thể được triệu hồi khi trên sân không có quái thú nào. Tiếp tục triệu hồi thông thường thêm Photon Pirate. Sau đó hiến tế cả hai để triệu hồi Galaxy Ice Photon Dragon. Nhưng đòn tấn công vẫn không thể gây sát thương. Không để Kaito đáng già đáng non nữa, vì cho quái thú của mình chính thức xuất hiện. Một pháo đài không gian khổng lồ có khả năng khi vẫn còn những quái thú nguyên liệu, nó sẽ vô hiệu hóa tất cả đòn tấn công của đối phương. Kaito đánh úp một lá rồi kết thúc lượt. Vì rút bài, kích hoạt khả năng quái thú bằng cách loại bỏ một nguyên liệu sẽ được tấn công trực tiếp. Kaito lập tức lật bẫy Photon Knight. Khi trên sân có một quái thú thuộc tính ánh sáng, sẽ vô hiệu hóa một đòn tấn công được cộng thêm sức công của quái thú đối phương. Nhưng Vi cũng lật bẫy Space Gate. Khi có Dyson Sphere trên sân, sẽ vô hiệu hóa bài bẫy và phá hủy nó. Kaito thiệt hại còn 200 điểm. Mọi thứ gần như đã an bài. Nhờ có Yuma phía bên ngoài nhắc về Haruto, cậu được tiếp thêm sức mạnh và trả ơn bằng cách ai mượn nhắc. Kaito rút bài, kích hoạt ma pháp Overlay Break cho phép gửi toàn bộ quái thú nguyên liệu xuống mộ, từ đó mới có thể tiêu diệt được Dyson Sphere. Nhưng Vi luôn tính trước một bước, kích hoạt khả năng khác khi bị tấn công trong lúc không có quái thú nguyên liệu nào sẽ tự động phục hồi nguyên liệu từ dưới mộ, đồng nghĩa đòn tấn công tiếp tục vô nghĩa, một quái thú bất bại. Kaito đánh úp một lá rồi kết thúc lượt. Vi rút bài, kích hoạt ma pháp trang bị Gravity Blaster. Một lần mỗi lượt, quái thú sẽ được tăng thêm 400 sức công. Ngoài ra, còn vô hiệu hóa khả năng quái thú đối phương. Anh ta không muốn chiến thắng bằng cách tấn công trực tiếp, mà muốn đè bẹp cả quái thú của đối phương. Kaito lật bẫy Mirror Shade, giảm một nửa điểm gốc để vô hiệu hóa tất cả thiệt hại. Tiếp tục sống thêm một lượt nữa để mà nghĩ cách. Rút bài, kích hoạt ma pháp Message in the Powder. Lá bài này chính Dr. Faker đã trao cho cậu, kể cả Vi cũng chưa biết đến lá bài này. Có khả năng triệu hồi 3 quái thú với cấp độ khác nhau từ mộ Galaxy Ice Dragon, Photon Thrasher và Photon Pirate. Mặc dù toàn bộ sức công bằng không, nhưng với ma pháp Shift Down giúp thay đổi cấp độ của tất cả quái thú trên sân. Từ đó, overlay cấp độ 8 để triệu hồi Neo Galaxy Ice Photon Dragon. Chưa hết, kích hoạt thêm ma pháp môi trường Cosmic Frontier. Khi triệu hồi Exit thành công, sẽ được rút một lá bài, kích hoạt khả năng của quái thú trước đã, có thể vô hiệu hóa khả năng của toàn bộ quái thú. Đã đến lúc kích hoạt ma pháp vừa rút Big Pan Panic, thay đổi tất cả bài úp trên sân đối phương thành nguyên liệu quái thú cho đối phương. Với mỗi cái như vậy, Neo Galaxy được tăng thêm 800 sức công. Sau đó, kích hoạt khả năng của Neo Galaxy, loại bỏ một nguyên liệu quái thú sẽ hấp thụ toàn bộ nguyên liệu quái thú đối phương. Với mỗi nguyên liệu được tăng thêm 500 sức công. Không phải bây giờ thì lúc nào nữa. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Nếu các bạn thích video và mong chờ cặp đấu tiếp theo, hãy bấm like và subscribe để cùng theo dõi nha. Bye bye.